nhìn lại tầng 1, ta vẽ hết tất cả những cái đối tượng đó, tùy chúng ta bố trí thôi. Tôi chọn Structure Wall trở lại, và chúng ta chọn là mặt ngoài hay mặt trong rồi đó, tùy chúng ta vẽ đó. Tất nhiên là cái bề dày của cái tường này chưa đúng lắm, một lát nữa chúng ta sẽ sửa nó lại. Chúng ta lựa hết tất cả những vị trí nào đó mà chúng ta cần, chúng ta vẽ lại cái đối tượng đó. Quý vị các bạn thấy nè, chúng ta sẽ phải xác định lại xem là cái tường nó dày bao nhiêu để chúng ta vẽ chỗ này cho nó đúng. Mấy cái tường cứng ở chỗ này nè đó. Đó, chúng ta vẽ rất là bình thường. Chúng ta thấy là những cái bản vẽ AutoCAD nó rất là hữu ích cho cái quá trình mà chúng ta dựng hình ở đây. Như vậy thì ở chỗ này nè, quý vị các bạn hình dung là lát nữa chúng ta sẽ có cái chuyện là chúng ta sẽ cắt tới một cái lỗ ở trên cái sàn, cắt làm một cái chỗ thông tầng ở chỗ này, cái chỗ thang máy vân vân, hay là cái gen thì nó lên á, tùy chúng ta vẽ ở đây cái gen nước hay là gen gì đó, gen điện thì nó lên, thì cái phần đó chúng ta có thể cắt được. Nhưng mà trong trường hợp này á là chúng ta vẽ ở chỗ này nè đó, chúng ta sẽ phải sửa lại. Quý vị lưu ý là chúng ta vẫn chưa vẽ đúng được cái tường giống như cái tường, cái phần bề dày của cái tường cứng này như chúng ta mong muốn, cho nên là chúng ta buộc phải vẽ nó, chỉnh lại kích thước của nó. Như vậy thì tôi vẽ lại structural wall ở bên này và chúng ta lại tiếp tục dựng hình. Những cái gì mà bên AutoCAD đã dựng hình sẵn thì chúng ta có thể lấy qua đây, chúng ta làm rất là bình thường thôi. Ở đây chúng ta có một số đối tượng giống như thế này đó, tôi vẽ mặt ngoài ra đây. Chúng ta vẽ những đối tượng rất là thủ công, quý vị các bạn thấy nè, chúng ta phải đi vẽ lấy những cái đối tượng đó. Lát nữa chúng ta mới xác định lại xem là cái tường đó nó dày bao nhiêu. Bây giờ với những cái tường giống như thế này rồi, bây giờ tôi vẽ cái tường ở chỗ này một cái cuối cùng nữa. Thì chúng ta nhìn ra 3D, chúng ta kích chuột cancel 2 lần và chúng ta nhìn ra ở dạng 3D của nó. Ở trên cái project browser chúng ta chọn, chúng ta nhìn thấy à đây là những cái tường tường cứng này. Nhưng mà dĩ nhiên là cái bề dày của nó là chưa đúng, bởi vì các bạn thấy đây là cái chỗ mà cái thang máy đó. Và chúng ta thấy ở đây nó có cái hai cái khoảng trống, lát nữa chúng ta sẽ cắt. Thế thì ở đây đó, tôi muốn làm chuyện này quý vị các bạn thấy nè. Chúng ta sẽ chỉnh lại bề dày của cái tường này cho đúng. Chúng ta nhìn xuống mặt bằng của tầng 1 trở lại, chúng ta kích vào level 1. Bây giờ chúng ta đo xem là cái bề dày này là bao nhiêu để chúng ta tính cái tường. Chúng ta thấy là ở phía trên này nè, trên cái thân công cụ này nó có cái dạng là tape measure. Chúng ta có cái thước ở đó, kích vào đó. Vậy thì chúng ta có chọn được cái khoảng cách từ đây đến đây nè. Quý vị các bạn thấy ở trên cái giá trị ở phía trên, nên option 3 phía trên, và cái giá trị kích thước cho đây là 450. Như vậy thì rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ làm cái chuyện là gì? Chúng ta kích lên cái đối tượng là cái tường chỗ này nè, và chúng ta di chuột lên phía trên. Chúng ta chọn vào Element Property và Edit nó. Sau đó chúng ta Duplicate nó. Chúng ta đặt là tường đó là 450. Chúng ta sửa lại là 450. Ở chỗ này nè. 450. Đó, quý vị các bạn có là cái bề dày của nó là như vậy. Thì bây giờ chúng ta mới vô sửa cái structure của nó. Quý vị các bạn biết rất rõ. Cho nên chúng ta chỉ cần đơn giản chỗ này sửa thành 450 và chúng ta click OK. Chúng ta OK hết chỗ đó. Như vậy thì cái tường này nó đã có cái đúng 450 ở chỗ này rồi nè. Tôi tô bóng ở chỗ này cho quý vị các bạn dễ quan sát. Thì chúng ta thấy cái tường này, vị trí của tường nằm đây. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta dạng 3D là chúng ta làm gì? Cái tường 3D này nó dày, nó rất là dày ở đây nè. Chúng ta có cái tường là 450. Vậy ví dụ chúng ta kích lên đây, chúng ta chọn đúng là cái tường, vị trí của cái tường mà chúng ta mới vừa sửa hồi nãy. Quý vị các bạn xem nha, để tôi sửa là cái tường đó nằm ở cái góc thông số ở đây nè. Chúng ta nhìn lại mặt bằng của nó, chúng ta dán nó. Ví dụ ở vị trí này đó, vị trí giữa này nè, là cái tường này là 450. Vậy thì chúng ta có thể gõ lệnh MA hoặc chúng ta di chuột lên trên cái trình đơn tool công cụ ở phía trên. Chúng ta chọn cái gọi là mask, cái lệnh giống như AutoCAD nè, chúng ta kính vào mask và chúng ta bấm chọn đối tượng này trước. Sau đó chúng ta thấy là đối tượng được chọn nó màu đỏ rồi, chúng ta dán hết toàn bộ cái đối tượng ở đây. Chúng ta dán lại hết toàn bộ những cái đối tượng nào liên quan cái tường ở chỗ đó đó. Dán hết. 450. Chúng ta chỉnh được cái vị trí của nó. Chúng ta thấy rằng lần lượt chúng ta chọn tất cả đối tượng đó, chúng ta chọn 450 nó canh vào đúng cái đối tượng chúng ta muốn. Tôi dán lại hết toàn bộ ở chỗ này. Đây chúng ta dán hết toàn bộ thông số ở chỗ này. Quý vị các bạn thấy là chỗ này nè. Như vậy sau khi chúng ta dán xong rồi đó, chúng ta nhìn ở 3D, chúng ta thấy được những cái đối tượng mà chúng ta lấy từ bên AutoCAD chúng ta lấy sang.
lưới cột của chúng ta cũng có rồi, lưới tất cả mọi thứ đã có rồi. Bây giờ trên này đó, quý vị các bạn xem nè, tôi có thể bố trí vẽ một cái sàn, tôi bố trí vẽ cái sàn xong tôi copy lên là chúng ta sẽ có một cái tòa nhà với là nhiều tầng rất là nhanh thôi. Bây giờ quý vị các bạn di chuột xuống cái tầng 1 này nè, chúng ta có thấy được, quý vị các bạn chắc thấy được cái đường màu tím ở đây nè, chúng ta mới nói là một cái màu hồng cánh sen ở đó đó. Bây giờ chúng ta mới di chuột qua bên cái phần lab ở bên cái trang basic trên cái thanh công cụ thiết kế, chúng ta kích vào lab và chúng ta chọn line ở phía trên này nè, chọn vào line. Thì tùy chỗ mà chúng ta vẽ và tùy chỗ mà chúng ta pích chuột vào trên cái đường đó, chúng ta pích chuột. Cái gì các bạn thấy nè, cái lát nó có sẵn bên kia rồi. Tôi pích chuột hết toàn bộ, miễn sao nó khép kín lại hết được cái biên dạng này là chúng ta có được cái lát. Và chúng ta sẽ chỉnh lại bề dày của cái lát đó như thế nào. Đó, tôi chọn hết cái phần này. Chuyện này cũng rất là đơn giản đối với chúng ta. Như vậy thì chúng ta thấy ở chỗ này nè, cái lab này nè, chúng ta vẽ đường line là chắc nhất từ chỗ này nè. Chúng ta vẽ một cái đường xuống đây. Sau đó chúng ta lại quay lại, chúng ta pick line ở chỗ này. Đó, quý vị các bạn thấy là có khi á chúng ta trùng ở chỗ này á, nếu nó trùng đây mà chúng ta gán thông số, chúng ta bắt bích chọn thì có thể nó chọn cái lưới. Đó, chúng ta phải đi lọc lựa nó rất là phiền. Cho nên là quý vị các bạn thấy là tôi làm cái chuyện là tôi chọn đó, thí dụ như chỗ này thì chúng ta lại tiếp tục vẽ một cái đường. Tất nhiên là chúng ta muốn là lựa chọn cái đối tượng nó như thế nào đó là tùy chúng ta thôi. Tôi vẽ hết toàn bộ đối tượng ở đây. Chúng ta chọn hết, vẽ lại cái đường line đó. Nhưng mà chúng ta thấy đơn giản nhất là chúng ta bích chuột. Chúng ta chích bích chuột ở đây thì chúng ta bích được cái đường line đó. Nó nhanh hơn rất là nhiều so với chuyện chúng ta vẽ. Này, chúng ta thấy ở chỗ này nè, vậy chúng ta lại tiếp tục vẽ đường line từ đây. Chúng ta vẽ đường line từ đây. Như vậy thì ở đây đó, chúng ta lại chọn cái gì, các bạn thấy là cái thao tác nó rất là đơn giản, không có gì hết. Nhưng mà chúng ta buộc phải làm để đóng kín được cái biên dạng đó. À, chúng ta chưa chắc chắn được rằng cái biên dạng chỗ này chúng ta thấy nó có cái đoạn khoảng hở, cho nên chúng ta trim nó lại. Đó, quý vị các bạn thấy rất là quen. Như vậy thì tới chỗ này đó, sau khi mà chúng ta làm được rồi đó, quý vị các bạn chỉ cần là gì, kích chuột ở chỗ đó. Chúng ta kích finish sketch ở bên này, ở bên cái trang bên tay trái này, chúng ta kích chỗ đó. Thì chúng ta thấy nè, nó hỏi rằng chúng ta trả lời yes ở chỗ này. Bạn có muốn là tất cả những cái tường nằm dưới cái sàn này thì đầu nó chạm với mặt dưới của sàn không? Rất là bình thường thôi, bởi vì thường thường là chúng ta phải đổ sàn rồi chúng ta mới xây tường. Nhưng mà trong trường hợp là cái tường cứng ở đây, chúng ta nhìn ở 3D, chúng ta thấy ở đây, chúng ta thấy một loạt cái đối tượng giống như thế này. Bây giờ quý vị các bạn xem nè, ở đây tôi có hai cái khoảng trống ở trên này thông tầng, thì tôi là di chuột xuống ở cái tầng 1. Chúng ta di chuột lại đây và chúng ta chọn ở trên cái phần gọi là bên architectural, ở cái trang của kiến trúc nè, chúng ta chọn vào more tool và chúng ta chọn là chúng ta sẽ cắt nó. Chúng ta đi kiếm cái phần là opening. Quý vị các bạn thấy nè, ở đây nè, tôi không thấy được cái đối tượng cho nên là tôi phải chọn ở trên cái trình đơn modeling, kích vào modeling và chúng ta chọn vào opening. Chúng ta nói là chúng ta chọn là sub opening chẳng hạn. Chúng ta chọn là sub opening. Như vậy thì chúng ta sẽ vẽ lấy hai cái hình để cắt đúng cái gen mà chúng ta muốn. Chỗ cái lỗ mà chúng ta cắt thông tầng ở chỗ này nè. Rồi bây giờ thì chúng ta kích finish sketch. Chúng ta nhìn thấy ở 3D có hai cái khoảng trống giống như thế này. Bây giờ trước khi mà tôi đưa móng vào đây thì quý vị các bạn xem là chúng ta làm rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ di chuột qua bên kia, chúng ta chọn, chúng ta hay hoặc là chúng ta chọn hết ở chỗ này nè, chúng ta chọn. Và chúng ta thấy á, trên cái phễu này nè, chỗ cái vị trí của option 3, chúng ta kích vào đó. Chúng ta nói nè, sàn chúng ta lấy, sub opening chúng ta lấy, cột cũng lấy, tường cũng lấy. Như vậy thì chúng ta có thể lấy được hết toàn bộ cái đối tượng đó rồi, chúng ta không dính được cái phần cột ở đây, phần lưới cột vân vân. Chúng ta nói là chúng ta copy vào clipboard. Sau đó chúng ta mới dán lại, chúng ta chọn là Path Align trên cái trình đơn Edit. Chúng ta chọn là Select Level by Name. Và chúng ta chọn hết tất cả những cái đối tượng này. Chúng ta nói từ tầng 2 cho đến tầng 7. Chúng ta kích OK.
Sau khi chúng ta làm được chuyện đó xong, thì quý vị các bạn thấy nè, các cái đối tượng của chúng ta nếu mà chúng ta vẽ kết cấu bằng những cái công cụ truyền thống thì cái quá trình dựng hình nó tương đối là tốn nhiều thời gian. Nhưng bằng những cái thao tác đơn giản như quý vị các bạn thấy ở đây thì chúng ta có thể hoàn toàn là copy cái đối tượng nó như thế nào. Và thao tác cuối cùng mà chúng ta sẽ làm ở chỗ này mà cũng rất nhanh, tức là chúng ta sẽ thêm cái phần móng ở đó để kết thúc cái mô hình của chúng ta. Như vậy thì ở chỗ này nè, ở cái tầng phía dưới này nè, chúng ta chọn di chuột sang bên cái phần là modeling. Chúng ta thấy là ở đây nè, nó có cái phần là foundation. Chúng ta chọn isolated. Chúng ta chọn là isolated. Chúng ta gán hết cho toàn bộ cái đối tượng ở đây. Tất nhiên là quý vị các bạn thấy là chúng ta để 3D như vậy rất là khó mà chính xác được, cho nên là tôi quay lại tầng 1. Và chúng ta đi tìm cái vị trí của cái cột đó chúng ta bố trí. Chúng ta mới nói là bây giờ á, cái cột này đó, chúng ta đây có một cái cột, chúng ta chọn lại foundation ở chỗ này. Isolated. Và chúng ta gán cho nó. Nhưng chúng ta thấy rằng phần mềm luôn luôn cảnh báo chúng ta là khi chúng ta gán như vậy đó, đối với vị trí của cái cột đó, thì có thể là chúng ta thấy là nó có thể là nó không hiển thị hoặc vân vân. Nó sẽ dời. Khi chúng ta bố trí như vậy là phần mềm nó tự động nó dời cái đối tượng nó xuống dưới đáy của cái cây cột. Thì rõ ràng điều này cũng rất là phù hợp thôi. Ta gán hết toàn bộ cái phần móng này. Kích thước của cái móng này dĩ nhiên là quý vị các bạn có thể vẽ, và trong cái quá trình mà chúng ta tính toán thì chúng ta xác định được cái móng nó như thế nào. Ở đây chúng ta sẽ làm chuyện này. Chúng ta làm một số cái thao tác cơ bản đối với cái phần móng ở đây. Chúng ta thấy có một số cái vị trí móng và chúng ta bố trí ở cái vị trí cột này nó rất là nhanh chóng. Vì chúng ta nhìn ra 3D để nhìn thấy đối tượng của chúng ta. Chúng ta nhìn thấy đối tượng ở đây. Như vậy thì chúng ta sẽ làm đối với một cái thao tác nữa là chúng ta chọn vào trong cái phần gọi là foundation, chúng ta chọn wall và chúng ta kích chuột ở đây. Chúng ta thấy ở cái phần móng ở đây nè quý vị các bạn thấy nè. Chúng ta có một số cái tường cứng ở chỗ này. Chúng ta có cái phần móng ở phía dưới của cái tường cứng đó. Đó, chúng ta thao tác nó. Cái chuyện này nó rất là đơn giản. Cái chuyện mà bây giờ quý vị các bạn thấy rằng, sau khi chúng ta làm được chuyện đó rồi, thì quý vị các bạn nhìn thấy toàn bộ cái mô hình của chúng ta, nó với những cái thao tác cơ bản chúng ta kích chuột như vậy. Thì thưa quý vị các bạn, trong cái phần bài ngày hôm nay, tôi hướng dẫn quý vị các bạn chúng ta dùng cái phần trợ giáo bên trong của phần mềm, chúng ta dựng lên một cái mặt bằng bất kỳ, chúng ta có thể lấy được đối tượng từ bên AutoCAD sang, và chúng ta cũng có thể vẽ được cái mô hình kết cấu của chúng ta tương đối đơn giản. Chuyện còn lại quý vị các bạn chỉnh vị trí chiều cao của cột tương ứng, chúng ta vẽ cái phần kết cấu bê tông, chúng ta vẽ bê tông cốt thép vào đó, vân vân. Thì đó là cái chuyện mà tôi đã hướng dẫn quý vị các bạn trong phần bài trước. Chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi phần bài ngày hôm nay. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.